Dạ thưa thầy, con muốn hỏi tại sao khi mọi người không còn biết Phật pháp, tuổi thọ con người chỉ sống đến 8 đến 10 tuổi, nhưng khi đến Phật Di Lặc ra đời, tuổi thọ con người lại đê lên đến 800 1000 tuổi, tại sao có sự chênh lệch như vậy? Thứ nhất á, là do mình đọc kinh mà mình đọc không hết. Cái thứ hai là mình nói không hết. Do mình nhớ không hết. Thành ra là từ đó nó đưa ra nhiều cái sự hiểu lầm. Tại sao quý vị nói là không còn biết Phật pháp, tuổi thọ con người chỉ sống 8 tới 10 tuổi? Không phải như vậy, mà là cái xin nói giống như cái biểu đồ parabol đó. Khi con người làm thiện thì tuổi thọ con người nó tăng trưởng, khi con người làm ác thì tuổi thọ con người nó giảm giảm thiểu. Khi chánh pháp không còn nữa thì chúng ta đi tới thời kỳ mà cái ác càng ngày càng nhiều. Tự quý vị đã nhìn thấy rồi, cái ác sẽ càng ngày càng nhiều, và do cái ác càng ngày càng nhiều, tuổi thọ con người càng ngày càng giảm, cho tới cái điểm cùng cực là tuổi thọ con người chỉ còn được cỡ chừng cỡ 8, như là 8 tuổi thôi, 8 hay 10 tuổi gì đó. Thì đó là thời điểm cùng cực và con người đi đến sự diệt vong. Rồi sau, chúng ta tạm gọi là sau một cái trận gọi là đại diệt tuyệt á, thì ví dụ như là một cái trận chiến tranh, thì sau những người còn sống á, thì họ mới bàn nhau là thôi bây giờ chúng ta hãy giữ giới. Và khi vì đó giữ giới á, thì do nhờ cái chuyện giữ giới rồi từ từ làm các điều phước thiện, tuổi thọ con người càng ngày càng tăng, thì họ tăng lên tiếp. Và sau đó rồi khi mà tuổi thọ con người tăng lên quá cao rồi thì họ sống dễ vui, không tu tập, không có giới. Thì khi đó tuổi thọ con người lại tiếp tục giảm nữa. Thì đó là cái biểu đồ về kiếp người. Cho nên á, là vào thời kỳ Bồ Tát Di Lặc ra đời thì thời điểm đó con người sống thọ tới 80.000 tuổi, chứ không phải là 8.000 tuổi nha, 80.000 tuổi. Rồi chúng ta qua câu hỏi tiếp theo.